Sau màn quậy đục nước tại phiên live của Hằng Du Mục và Quang Linh, Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ bị ghẻ lạnh khi xuất hiện cạnh người này. Khoảnh khắc đối lập giữa cả hai nhận về nhiều bàn tán. Dù liên tục vướng những tranh cãi về hành động và phát ngôn, nhưng không thể phủ nhận là sức hút của Lê Dương Bảo Lâm ngày càng lớn. Nhờ khả năng hoạt ngôn, bất chấp hình tượng để quăng miếng, nam diễn viên nhanh chóng trở thành tâm điểm trong những chương trình thực tế hoặc sự kiện. Dẫu vậy, ở tập mới nhất của Hai Ngày Một Đêm, ông xã Quỳnh Quỳnh đã phải nhận cái kết đắng lòng khi so kè với Hiếu Thứ Hai. Cụ thể, trong chặng tại Đồng Nai, dàn cast bắt buộc thực hiện thử thách tặng chữ ký, chụp ảnh để đổi quà từ người hâm mộ có mặt tại một trạm dừng chân. Khi hai đội chơi đưa các cặp thách đấu là Quang Hùng Mercedes, Jason Trường Giang, Ngô Kiến Huy, Kiều Minh Tuấn, Chris Phan, thì tỷ số khán giả tặng quà cho hai bên vẫn khá đồng đều. Tuy nhiên, đến lượt Hiếu Thứ Hai và Lê Dương Bảo Lâm thì lại tạo ra thế trận mất cân bằng thấy rõ. Trong khi nam diễn viên quê Đồng Nai hoạt động như một cỗ máy, quay chụp tặng chữ ký và nhận quà từ fan, thì Hiếu Thứ Hai từ tốn nhẹ nhàng giao lưu với người hâm mộ. Điều đáng nói ở đây, ông xã Quỳnh Quỳnh ra sức câu kéo đến mấy, phía đàn em vẫn nhộn nhịp hơn, thậm chí có các fan nữ xếp hàng hú hét. Khoảnh khắc đối lập này ngay lập tức được dân tình ghi lại và chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Đến khi chương trình lên sóng, Lê Dương Bảo Lâm đã dở khóc dở cười nói về khoảnh khắc bị ghẻ lạnh trước Hiếu Thứ Hai. Ủa, team dựng hại tôi, bữa quay fan nhiều lắm mà sao lên sóng có một người vậy, cứu tôi chụp hình như một cái máy, sao Hiếu làm lại? Đáng chú ý, lép vế về sức hút là thật, song kết quả chung cuộc, đội ông xã Quỳnh Quỳnh vẫn giành được chiến thắng. Bởi Chris Phan nhận ra fan chỉ mãi mê chụp ảnh và trầm trồ trước visual của Hiếu Thứ Hai mà quên tặng vật phẩm. Với những ai thường xuyên theo dõi sẽ biết, cùng góp mặt trong nhiều chương trình thực tế, Lê Dương Bảo Lâm và Hiếu Thứ Hai ngày càng chứng tỏ độ ăn ý cũng như tình ăn em khăng khít. Thân thiết là vậy, nhưng sơ hở là nam diễn viên hài lại bật chế độ hơn thua với đàn em. Mỗi lần xuất hiện chung, ông xã Quỳnh Quỳnh thường đặt câu hỏi Lê Dương Bảo Lâm và Hiếu Thứ Hai ai đẹp trai hơn, và đa phần khán giả đều tạt gáo nước lạnh vào anh khi đồng loạt gọi tên Hiếu Thứ Hai. Về phần rapper 1999, anh cũng ngày càng hòa tan theo trò treo ghẹo của Dương Lâm. Khi được hỏi về mối quan hệ với diễn viên quê Đồng Nai sau thời gian làm việc chung, Hiếu Thứ Hai chia sẻ, một cái máy tính khi hoạt động cũng phải có thời gian để xử lý thông tin, còn anh Lâm là nội dung ra liên tục. Mọi người chỉ cần đưa anh ấy điện thoại thôi là ngày mai có nguyên clip vlog hay cả chương trình cho mọi người coi cũng được luôn. Còn nhớ tại phiên live hôm 26 tháng 10 của team Chị Em Rock, Dương Lâm cũng có nhiều pha tương tác ăn ý với Quang Linh Vlog, khiến dân tình được fan cười nức nẻ, nhất là màn đi hẹn hò trên chiếc xe đạp leo núi của anh và chủ tịch trẻ. Theo đó, khi giới thiệu đến xe đạp leo núi, ông xã Quỳnh Quỳnh đã nhanh chóng trèo lên yên xe, còn Quang Linh ngồi phía trước sườn với vẻ mặt cam chịu, hệt như một cặp đôi. Nam diễn viên quê Đồng Nai còn đuổi cả Hằng Du Mục ra ngoài để cả hai hẹn hò, làm fan thích thú không thôi. Sau khi hình ảnh đèo nhau trên con xe của Dương Lâm Quang Linh được lan truyền trên mạng xã hội, netizen lập tức nhận ra khung cảnh này thật quen thuộc, hình như ta đã thấy nó ở đâu, ở trên trang cá nhân của Thùy Tiên. Cụ thể, khoảng một ngày trước, nàng hậu có bài đăng kèm bức ảnh chở Uyển Ân bằng xe đạp khi tham gia Sao Nhập Ngũ. Chính vì vậy mà dân tình hài hước rằng Thư Diễm có play Thùy Tiên để bắt ép Quang Linh hẹn hò, thậm chí có người làm hẳn clip để chỉ ra điều này. Ôi, mình cũng nghĩ tới cảnh này, trùng khớp ý với tôi luôn, tôi cũng nghĩ thế, quá trời rồi nhé, nhưng tôi khoái. Lúc chiều cũng nghĩ đến mà buồn cười, là bình luận netizen để lại.